Xin chào tất cả mọi người, thì trong video lần này mình đang đi hái cherry. Thì mình đang sống ở thành phố San Jose, phía bắc của tiểu bang California, Hoa Kỳ. Thì từ San Jose đi tới thành phố này tên là Brentwood, khoảng 1 tiếng lái xe. Vệ sinh công cộng lưu động để ở ngoài cho khách đi. Cái cây cherry thì nó nhỏ nhỏ thế này thôi mọi người, nhưng mà trái thì nó đã chín rất là nhiều rồi. Mình đi cái đợt đầu tiên mà nó mở cửa luôn á, là ngày Mother Day, là ngày 12 tháng 5 năm 2024. Nó mở cửa thứ bảy và chủ nhật. Thì cái ở cái thành phố Brentwood này là thủ phủ của cherry. Tất cả cái vùng mà Bay Area mình đang sống, đa số là người dân đều biết cái khu vực này, mỗi năm là đi hái cherry. Nhưng mọi người có thấy không, trái to, tròn, đẹp, nhưng mà mình phải lựa những cái trái là màu đỏ, ruby để mình hái. Chứ còn mà mấy trái vàng vàng thì đừng có hái, tại vì nó chưa có chín đúng cái màu của nó. Nếu mà hái màu đỏ đậm thì nó mới ngọt được. Nếu như ai mà có đi du lịch Mỹ á, thì mùa hè là cái mùa mà có nhiều cái thứ chơi nhất. Và mùa hè là cái mùa trái cây mà. Thì có mùa dâu, mùa blueberry nè, là trái Việt Quốc á, cherry nè, là bắt đầu giữa tháng 5 là đã đi hái được rồi. Đó. Đó, mình cầm theo cái bịch này nè để mà mình đi hái á. Mọi người thấy không, thì cái cherry nó hay mọc thành cặp á. Đó, này là một cặp nè. Mình chọn những cái màu rất đỏ đậm như vậy để mình hái rất là ngon, ăn tại vườn luôn. Cái này là bao ăn luôn mọi người. Thì bản thân cái cây cherry nó không có cao được, nó lùng lùng vậy thôi. Nhưng mà mình coi thử cái cây cherry nào mà nó lâu năm thì cái gốc, cái thân của nó sẽ bự hơn những cây khác. Có những cái vườn mình chạy ngang qua mình thấy là cái thân cây của nó nhỏ, có nghĩa là nó non, nó mới, người ta mới trồng xuống. Còn cái vườn đây mình đi là nó đã là cái vườn lâu năm rồi. Với lại cái thành phố Brentwood này, khi mà mọi người gõ lên cái bản đồ thì cứ đi đến đi, nó có rất nhiều cái vườn cherry ở hai bên đường luôn, muốn vô vườn nào cũng được hết á. Nhưng mà mình nên lựa chọn những cái vườn cherry nào mà cái thân cây có cái gốc to đó, mình nhìn đi ở ngoài mình thấy mình chạy vô thì nó trái, nói chung là nó sẽ có độ ngọt ngon hơn. Vì là đầu mùa cho nên là không phải cái cây nào cũng đều đỏ rực trái, có cây thì nó đỏ 1/3 trái thôi thì nó đỏ rồi, cũng còn cái trái xanh chứ. Bởi vì cái này là đầu mùa mà, còn này là hệ thống tưới nước đó. Có mấy cái giòi, cái ống nước, đường ống nước nó sẽ chạy dọc theo cái cây cherry. Và cái vườn cherry rất là rộng nha mọi người. Không có vườn cherry nào bỏ nhỏ hết đó, đi rất là mỏi chân. Cứ cái nào đỏ, đỏ ruby nó mới ngọt, cứ đè mà hái thôi. Ăn thẻ ghê nha mọi người, cái vườn này là bao ăn. Ở Việt Nam cái giống cherry này mình không có, cho nên ở mấy cái siêu thị hay nhập nước ngoài về bán. Thì mình ăn tại vườn nó sẽ rất là ngon ngọt. Nếu những ai mà có điều kiện đi du lịch Mỹ thì hãy đi đến những cái vườn cherry để mà tự tay hái cherry một lần, cho biết cái cảm giác nó rất là đã, nó rất là tuyệt vời. Mình ăn đồ tươi, trái cây ngon ngay tại chỗ luôn. Hôm nay mình quay tận cái gốc cho mọi người thấy, nó rất là lùng luôn, cực kỳ lùng luôn. Nhưng mà được cái nó mập, có nghĩa là cái cây này đã lâu năm rồi đó. Và cái trái cherry nó còn xanh đó mọi người thấy không, nó còn xanh, nó vàng, nó chưa có chín. Thì những cái trái này thì để khoảng 1-2 tuần nữa nó sẽ chín thôi, nhanh thôi. Nhưng mà cái đợt này tại mình đi cái đợt đầu tiên mà, nên mình sẽ lựa những cái trái đỏ, đã đỏ rồi, đã chín rồi mình sẽ hái. Nhiều khi nguyên một cái cây mà đâu có phải nguyên cái cây là nó chín hết đâu, nó cũng phải nửa cây, nhiều khi nửa cây chín mà nửa cây không chín. Và đây là
đây là lần thứ hai mình đi hái cherry. Thì mình lần đầu tiên là mình đi tầm 2 năm trước, mình nhớ là mình đã livestream cho mọi người thấy rồi. Và bây giờ mình quay bằng điện thoại để về nhà mình chỉnh sửa thiệt cho cái hình ảnh nó đẹp hơn á. Nhưng mọi người thấy không, đây là một chùm cherry đỏ luôn. Cái trái rất là to, bự, rất là đã. Mình hái tại chỗ thì mình sẽ đảm bảo được cái chất lượng của nó ngon nhất. Tại vì mình hái là có cuống. Còn hàng mình mua trong chợ, mọi người chợ Mỹ á, nhiều khi những cái trái mà nó không có cuống. Tại vì nhiều khi nó hái bằng máy, hoặc là mấy người công nhân người ta hái nhanh quá đó, thì nó mất cuống, gãy cuống, ảnh hưởng đến chất lượng. Thành ra mình không có thích ăn hàng ở trong chợ là vậy á. Mình đi hái lúc nào nó cũng ngon nhất. Tại vì chính tay mình hái, mình lựa từng trái mà, thì nó sẽ ngon hơn những cái hàng ở trong đó. Theo cái kinh nghiệm cá nhân của mình thì cái đi hái cherry là nên đi đầu mùa. Tại vì nó đã chín rồi, khi mà cái vườn có trái chín thì cái chủ vườn nó mới dám mở cửa để cho dân vào mà hái. Thì mình hái đầu mùa thì mình đi cái đoạn đường nó ngắn hơn, mấy cái cây khu vực lân cận nó gần cái ngõ ra đó thì nó có trái chín mình hái. Chứ mà để trễ nó đi kiểu như cuối mùa là mình phải tiến vô sâu, tại vì mấy cái cây ở ngoài người ta đã bẻ hết rồi, hết cái trái chín rồi, nhiều khi còn gãy cành gãy rồi. Nói chung là mỗi mùa cherry đi qua thì đều để lại cái hậu quả, nói chung gãy cành rồi rất nhiều cái thứ khác. Nếu như mà người dân không có ý thức thì mình suy nghĩ là mình nên đi đầu mùa. Tại vì cái đoạn đường đi mình ngắn nè, mình cũng có vui chơi trong đó, mình có hái được quả mang về nữa. Nếu mà đi cuối mùa thì cũng vậy thôi, cũng phải tiến vô sâu hơn, đi xa hơn, phải hái trái, nhiều khi phải trèo lên cây nữa. Tại vì dân người ta hái hết những cái trái lùng lùng thấp phía dưới rồi, nhiều khi đi trễ quá trái á, nó ở trên cao mình phải trèo lên mình hái nữa. Thành ra cái đó là kinh nghiệm cá nhân của mình là hái cherry thì thôi nên đi đầu mùa, tại nó cũng đỏ rồi mà. Mình phải lựa trái đỏ mình hái chứ đúng không? Đầu mùa rồi, những cái giữa mùa hay là cuối mùa còn mình còn đi hái những cái trái khác nữa. Tại vì có rất nhiều loại trái cây mùa hè này nó chín, đâu phải riêng gì trái cherry. Nếu có thời gian thì trái cây ở Mỹ tới mùa hè là hái thả ga luôn mọi người. Còn đây là trái cherry mà sinh đôi á, thì mình thấy ngộ ngộ cho nên mình quay cho mọi người xem. Và đây nha mọi người, đây là cái tên vườn Cherry Time và cái địa chỉ mà... Tại vì cái vườn cherry thì nó ở ngoại ô thành phố, mình tiến sâu vào trong thành phố để mà mình mua đồ ăn. Thì có cái tiệm bánh mì nè mọi người, thì cái nhà hàng Việt Nam trên khắp nước Mỹ rất là nhiều, đặc biệt là tiểu bang California. Thì mình vô đây mình ăn bánh mì rồi xong mình về, tại vì đi hái cherry cũng mệt khát nước hả. Vô đây mua bánh mì rồi mua nước đồ uống. Nhiều farm nghĩa là trồng những cái cỏ cây để mà cho năng suất thu hoạch đó. À, đây là những cái vườn nho để mà người ta làm rượu á, mọi người thấy không, rất là rộng, cò bay phải nói là gãy cánh, cực kỳ rộng luôn, trồng hàng nào ra hàng đó thẳng tắp. Cái này là mình đang quay chậm tua chậm lại, chứ nếu vận tốc xe hơi thì đâu có chậm như thế này được. Nhưng mà mọi người thấy không, chạy biết bao nhiêu rồi mà cái vườn của người ta vẫn trải dài như thế. Thì ở đây nói chung là nông nghiệp ở Mỹ thì đất phải rộng, trồng nhiều thì mới có tiền nhiều được mọi người, chứ không phải như bên Việt Nam mình trồng ít đâu. Mỗi cái gì người ta trồng bên đây người ta đều trồng nhiều hết á.
Mình quay cái này là trên đường về, mình đã ăn bánh mì xong hết rồi và lái xe về. Thì mình thấy cái cảnh này đẹp, bởi vì người ta trồng hàng lối nó thẳng thớm, rồi nhìn nó cũng đẹp mắt nữa. Cho nên mình quay, mà nãy giờ chạy nãy giờ rồi mà vẫn thấy là còn trồng, còn đất trồng mà. Thì hình dung có rộng cỡ gì. Đó, cũng vẫn là cái mảnh đất đó mà kéo dài mãi tới tận này luôn. Mình đã tua qua vài khúc rồi nhưng mà cái đất của ông chủ vườn này quá rộng đi. Chạy nãy giờ mà chưa hết luôn. Chạy xe từ San Jose thì sẽ chạy ngang qua cái vùng này, thì đi về mình cũng gặp nó mà. Thì không phải chỗ nào ở Mỹ là cũng nhà cao, cửa rộng đô thị đâu mọi người. Mỹ nó cũng có những cái vùng mà nông thôn, vùng quê để mà trẻ em, người lớn hay gì có thể vui chơi, chứ đâu có phải lúc nào Mỹ cũng là thành thị đâu. Thì Mỹ nó cũng có nhiều dạng Mỹ lắm. Ở vùng nào quan trọng là mình ở vùng nào mới được. Nhưng nó cũng có những cái chỗ chơi, chứ chỗ chơi thì đầy, thành phố có thành phố mà nông thôn thì cũng có nông thôn luôn. À, hết cối xay gió, hết năng lượng gió rồi, bây giờ mình chạy ngang qua những cái núi này nè. Thì người ta đã làm đường băng núi, là người ta phải phá núi. Đó, các bạn cứ thử nghĩ từ cái thành phố mình mà chạy tới cái thành phố này phải băng qua biết bao nhiêu ngọn núi, chạy vòng vèo mới tới, chứ đâu có phải đi đường thẳng đâu. Các bạn phải qua Mỹ mới thấy, mà vận tốc chạy cũng phải là nhanh nhanh, chứ đâu có được chạy chậm, phải chạy đúng cái vận tốc thì mới được. Cho nên nhiều khi ở bên Việt Nam mọi người không biết, cứ nghĩ là bên đây đường thẳng không, nhưng mà tùy cái vùng nào núi đèo là mình cũng phải trèo đèo lội suối. Như mọi người thấy không, mình đang quay chậm này, mình đang băng núi nè, để đi về lại thành phố mình đang sống nè. Và đây mình phải băng qua một cái thành phố khác, thì đi vô trong một cái thành phố khác. Cái tên đường thấy ngộ ngộ là Forget Me Not nè, kiểu như đừng quên tên em vậy đó. Thì đây là cái bông Forget Me Not, nó đã lấy cái tên loài hoa này để đặt cho cái tên đường. Mình không hiểu vì sao, nhưng mà có thấy cái loài hoa này cũng rất là đẹp. Và băng qua thành phố này thì mình mới chạy xuống cái freeway khác rồi mới về được nhà. Có nghĩa là từ cái nhà mình lên chỗ cái hái vườn cherry này phải băng qua mấy thành phố lận đó mọi người. Và đây là thành quả của mình sau khi đi hái một bịch cherry luôn.